Hello, xe máy Hồng Mang đọc tới Sài Gòn xin kính chào cả nhà. Và hôm nay là cũng 7 giờ mấy rồi. Đó, bây giờ Hồng Mang cũng mới làm lại một cái bảng. Đó, những cái thông tin địa chỉ cụ thể anh em lưu lại và có gì gọi cho Hồng Mang nha. Hai số điện thoại đó. Lô F02, chung cư Bình Thới, đường số 8, phường 8 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại là 0368888383. 0907957435. Nhìn cái bảng nó đẹp sạch sẽ phải không? Anh em biết địa chỉ, điện thoại anh em cứ đến ngay tiệm. Và nhiều anh em góp ý trong cái Hồng Mang đã thay đổi cái bảng lại rồi. Trước khi đầu clip Hồng Mang sẽ quay để cho anh em biết được cái tình hình, cái số điện thoại, địa chỉ. Anh em cứ đến Hồng Mang. Rồi, tiếp đến Hồng Mang xin giới thiệu anh em với rim đời 93. Hàng này là hàng là cũng đáng để chơi nha anh em. Một con xe cực kỳ chất nha. Đáng để anh em chơi nha. Mang hỗ trợ cái đèn. Rim tem hồng đời 93. Xe này đầu nồi chưa rớt. Zin nguyên bản hết nha. Chìa khóa zin còn, yên sắt còn. Vẫn zin còn luôn nha. Câm niềng bô còn đẹp luôn nha anh em. Máy thì thầm. Tính đồ nào mà thiếu cái dòng rim tem hồng á, lấy con này chơi nè. Chén cổ chưa mở, chưa canh chỉnh nè. Giờ kẹt quá rồi, quay ban đêm luôn. Mang cũng nó lấy những cái con xe cọp ra, Hồng Mang chuẩn bị mai rửa rái lại nè. Cái vết ít nè, hai chìa khóa còn nè anh em. Chưa rửa nha. Cái này đó anh em ơi. Zin nguyên bản hết á. Dơ hầy à. Con xe cọp không nha anh em. Anh em chơi là đáng sưu tầm luôn đó. Thấy không? Chưa rửa đã vậy rồi. Chưa, dĩa thẳng băng. Tách phù con. Xe này Hồng An mới mở bộ áo ra thôi nha. Chưa có rửa gì hết á. Giới thiệu tình hình thôi. Trong bãi vẫn còn rất nhiều xe luôn. Hồng An nói anh em nghe luôn nha. Vẫn còn rất nhiều xe trong bãi đó mà Hồng An chưa có lấy ra kịp. Tại vì khi Hồng An mỗi lần đăng là anh em gọi là Hồng An không có biết bao nhiêu xe cộ mà để cho trả lời anh em đúng không? Cỡ này đó anh em. Hai chìa khóa zin luôn đó anh em. Bốn số một chủ luôn nha. Xe này Hồng An khoan bán nha. Cái nào làm xong hết rồi Hồng An mới ra bán nè. Super Rim 201 đó nè. À, cũng mới khui ra hết. Mai là Hồng Mai dự sẽ giải quyết hai con này luôn. Rửa sạch sẽ lại hết. Super Rim 201 luôn đó. Đầu nồi chưa rớt luôn nha anh em. Nó dơ vậy đó. Mai xử lý lại. Mày Hồng Mai chỉ có giới thiệu anh em thôi. Anh em nào mà chịu khó đợi chờ khi nào Hồng An đăng clip lên rồi Hồng An sẽ báo giá cụ thể, rồi anh em nào chốt thì chốt nha. Tạm thời Hồng An khoan có bán nha, nó xong hết đi. Rất nhiều xe đó anh em gọi thì Hồng An không biết trả lời sao hết ha. À, cái nào xong cái đó. Và cái bô này họ có thay rồi, họ cắt cái cổ bô bộ zin nè, nó tan cỡ này nha anh em. 201 nha. Đầu ET. Rồi. Này là Hồng Mang chỉ có giới thiệu anh em thôi. Những tín đồ nào mà muốn chơi con mấy con dòng xe này á, chịu khó đợi chờ Hồng Mang xong hết những cái dòng xe cũ. Nó đăng lên bán đi. Con này bán sao nha, khoan có bán nha. Và đi tiếp cái vấn đề ha, Hồng Mang quay tiếp nha.
anh em cứ coi nha, không ăn quay quay anh em cứ coi nha. Nó thấy cái cụm không? Hóa viên nè. Để 93 nha anh em. Những dòng xe này cực kỳ trị giá luôn, đáng để anh em chơi đó, sưu tầm đó. Cục zin nha, vàng bạc zin không giảm tốt nha anh em. Rất đẹp. Dạ zin theo xe. Nước sơn đẹp lắm, xe này nước sơn tem còn đẹp luôn nha anh em. Dạ quên, nãy giờ không ăn quên. Quên để ngang, không về góp ý rồi mà không ăn quên nha. Mong mọi người anh em thông cảm ha. Anh thấy không? Honda Thái nha. Cái đời này Thái Honda nè, đời 93 nè. Không khác. Đẹp. Có đắt đây nè. Nó có đắt đây nè. Anh em chịu khó coi đi coi lại nha. Nhiều khi Hồng An quay có bị sót á, anh em hỏi, nhiều anh em hỏi xe tình trạng vàng bạc lấp sao đó, thì Hồng An cũng có quay hết chi tiết từng bộ phận rồi. Anh em nào chốt, muốn chốt chiếc xe thì phải chịu khó coi đi coi lại 2-3 lần cho kỹ những cái chi tiết. Khi Hồng An quay, Hồng An cũng không biết nó bộ phận nó nằm ở đâu hết trơn nha. Tốt nhất anh em nên mình coi kỹ lại. Vì Hồng An quay là quay kỹ lắm, không có để sót đâu. Đó. Lúc anh em hỏi Hồng An thì Hồng An không biết làm sao. Hình ảnh sao thì ở ngoài trang vậy nha. Không có chỉnh sửa gì hết. Rồi. Đi tiếp vào bộ phận này. Anh em chịu khó coi nha. Đâu còn cờ luôn nha anh em. Nó không mang quay bên kia anh em thấy cái cờ à. Đó muốn mú nè, thấy không? Đầu nồi chưa rớt nha, xe rất đẹp. Lô còn. Thấy không? Nhựa giờ còn nguyên, không thấy chui còn nguyên nha anh em. Chui còn nguyên, zin nguyên bản hết á. Sao đẹp lắm. Lốc rất đẹp nha anh em. Treo máy đó. Rồi. Số anh em. Một số zin nha anh em ơi. À, có cái cable nè. Thấy chưa? Bô còn sáng lắm nha anh em. Số máy nè anh em coi nè. Đời này đời 93 nha anh em ơi. R6892 C100ME R6892 nha. Số máy của nó đó. Dày cui nha anh em. Bạn hết. Đuôi cá cặp te lóc rất đẹp nha. Con mang kéo dài anh em coi nè. Chỗ này có hơi bị gì? Chỗ này động động nước mà nó hơi bị xét nha. Con mang quay kỹ nha. Đây nè.
zin luôn nha anh em. Mang kéo lên trên coi cái tem anh em ơi, xương rất đẹp đó. Thấy không? Nói chỉ nè, đẹp lắm anh em. Xương đầy vui à, họ nói chỉ đó. Không còn hết nè. Mang kéo sờ sờ anh em coi phía dưới trên ha. Cái ba ga in đen còn sao còn nè, thấy không? Còn. Cái ba ga trước cũng màu đen luôn nha, còn luôn nha. Của xe này họ giữ cái ba ga đuôi này nè, màu đen với cái ba ga giữa nữa, màu đen luôn nha. Nè, thấy không? Honda Thái đó, thấy không? Thái Honda luôn nha. 93 luôn nè. Có số hết luôn. Trước sau như một nha anh em. Đùm rất đẹp. Đùm sau thì nó hơi bong bong, bong bong tí ha. Đó. Bạn hết. Coi cái mình sườn nè, xe này chủ xe kỹ lắm, họ lót hết nguyên cái sườn luôn nha anh em, lót hết luôn cái sườn luôn á, âm la sườn rất đẹp, không có bị mục gì hết nha anh em. Thấy kỹ không? Chưa. Rất đẹp, không có chạy nha anh em. Không có chạy nha, tại đang mưa nha anh em ơi. Trời đang mưa á, mưa nhiễu á. Quay cái sườn luôn, kéo cho anh em coi luôn, tỉ mỉ chi tiết. Nhìn luôn nha anh em. Bô như cây kiếm nha anh em. Bô rất đẹp. Bô thắng nè anh em ơi. Xanh lè, thấy không? Anh em coi cái sườn luôn, thấy không? Sườn dày cui anh em. Đó, họ quét á, quét lên để một cái lớp để chống chống xét cái sơ nó nhiễu xuống anh em, thấy không? Gấp còn đẹp.
đó, anh em thấy không, họ lót á, rất kỹ rất đẹp luôn. Xe này chủ xe cực kỳ kỹ luôn nha, dây đế sắt im còn đến giờ luôn anh em ơi, chìa khóa zin cặp kiến còn luôn nha, đầu nồi chưa rớt. Con này chơi sưu tầm là được á, giá cũng hợp lý nha, không hề mắc, giá chơi được nha anh em, giá hợp lý chơi không hề mắc nha. Không ăn nói con nào được là anh em cứ chốt đi, giá hợp lý á. Cái dòng đêm đời đúng là hàng hàng Nhật nguyên nguyên chiếc nha. Phần sườn dày cui. Thấy chưa? Đó, còn dày lắm, chưa có mòn gì hết nha anh em. Quay dáng quay dưới cho anh em coi luôn, cho biết cái sườn của nó cực kỳ chất lượng luôn á, sườn chưa mục chưa xé gì hết, dày cui à. Rồi thằng em đi tiếp cái sườn cái nữa ha, coi nha. Chui điện còn nè, nó gài đây luôn nè, còn nó có bấu gài gài zin đó, thấy không, thấy không, ổ khóa zin luôn nha, ổ khóa zin luôn, đó, nói chỉ luôn nè, thấy không, chỉ luôn nha, sườn rất đẹp, thấy không. À, nó thấy không, nó ốc còn màu rồi, ốc này chưa mở luôn nè, đẹp. Hôm đây nữa trường rất đẹp, thấy không, chưa có gì hết nữa. Bóng bẫy luôn. Thấy trong đây không? Ốc con đẹp lắm nè anh em. Dán keo nha anh em. Dán để họ đẩy cái này xuống đỡ đỡ cái bị chốc. Họ dán lại đó, nó dán lại nè. Để bảo vệ cái sườn nó lớp nhựa này nè. Nó dán keo luôn nè, thấy không? Dán keo luôn nè. Ốc zin luôn nè mọi người. Thấy chưa? Quá đẹp, có chấm sơn còn. Để sắt nha anh em. Để mình để sắt nha. Dạ, yên còn zin nha anh em, yên zin nha, chưa bấm gì hết nha, không có lủng rách gì hết á. Rồi rồi lên chỉ luôn nè. Đẹp quá anh em ơi. Thấy không? Sườn dưới dày cui rồi. Chưa có bị xét ở dưới luôn nè. Quay. À, không có dừng lại nè. Thấy không? Thấy im còn đẹp luôn nha anh em. Không có rách không gì hết à.
in theo xe nha. Thấy không? Vui à. Tiếp đây nha. Rồi cái sườn dày cui anh em, có chấm sơ còn đó, với chấm sơ nữa, thấy không? Cái sườn còn dậy cua nha anh em. Mình dơ, thấy không? Cái sườn dưới nè. Chưa có bị bay sơn hay dợp gì hết nha. Nên thấy cái ống sườn dưới không? Chỗ mà cái đập thắng nè. Đó vậy cui luôn, dấu chấm sơn còn luôn nè, xanh này mở cho anh em coi luôn, quên đó, sẵn rồi mở anh em coi luôn dễ đó. Sơn còn này. Cái sườn đẹp ghê chưa? Đó. Còn để cui. Đó. Để cui luôn. Cái này không phải nha, mai Hồng An sẽ thay nó lại nè. Cục sạc này không phải nó đâu. Sạc nó sạc nhỏ đó như. Đó. Đẹp lắm anh em ơi. Quá anh em. Zin luôn. Nó phải bị dập chỗ này nha anh em. Dập hai lõi vậy thôi. Lắp còn đẹp. Rất đẹp nha anh em. Nó chưa mòn luôn nè. Xuống. Coi nè. Quá hoàn hảo, đáng để chơi sưu tầm. Coi cái đầu nè, E17 nha anh em. Quá đẹp. Đặt cờ ở đây nha anh em. Rồi, ok, vậy nha. Nó nổ máy một cái đi. Cũng tối rồi. Anh em biết cái xe. Cái này có ống sườn nó có số như. Mà kiểm tra ống sườn nó có số ở đâu đây nè. Đây nè anh em. Sáng 189 34, nó có số seri của nó nè. Mình phải dùng sức nó mới đè được nha anh em. Nút này nó còn khi nhanh nè.
phải dùng sức nha anh em. Đèn nó anh em phải để đi cái dòng này á, những cái xe họ khó bảo quản lắm nha, dễ bị bay lắm nha anh em. Cái xe này anh em thấy không, cái cùm này đi nó còn đen mung mà không có bị bay chấp nè, rất khó bảo quản bộ phận bên đây nha. Còn bên đây thì nó bằng nhựa, bằng nhựa nhưng mà cái chủ xe họ dán keo nè, thấy không, có lớp keo đây nè đó. Mà những cái nút này là còn cứng ngắc à, cứng lắm mọi người ơi, mình phải dùng sức đó nha. Cái e zin luôn nè mọi người, kèn zin nè đó. Máy đang nổ nha mọi người. Đèn sương mù vẫn lên nha, ép tớp tay thẳng bớt nè, sáng nha mọi người. Chân này bị hư rồi nha, tay vẫn còn nha. Rồi đó, 93 nha mọi người. Nhìn xe luôn đó, ra luôn nha, cái này ra luôn. Thứ ba luôn nha anh em. Nhìn không, đẹp quá anh em, thấy không? Sự đẹp ghê không? Quá đẹp anh em. Hơi lớn nha, không ăn chỉnh nhỏ lại cũng được đó nha. Không nghe tiếng nha anh em. Em nghe có tiếng nào không? Không xè, không gõ, không kêu cọ luôn nha. Không có hú hí gì nha. Máy cực kỳ chắc nha anh em. Anh em chơi con này là đáng để mình chơi nha. Máy là cực kỳ chắc luôn. Con này đạt máy chuẩn là 90% nha anh em.
đạt 90% so với 100% xe mới nha, máy cực kỳ chuẩn nha, không xè, không gốc, không gõ, không hú nha, đạt chuẩn nha anh em. Đầu nồi chưa rớt nha, hơi hám không nha anh em, đạt chuẩn cho anh em chơi luôn đó. Rồi quay là cũng dài rồi, 30 phút đó. Những dòng xe đẹp, xe chất Hồng An ngày mai sẽ đưa những con này Hồng An rửa sạch sẽ lại hết. Hôm nay tạm thời hai con này Hồng An chưa bán nha, anh em khoan có gọi nha. Hồng An chẳng qua là mình mà chia sẻ cho anh em nào có tính kiên nhẫn đợi chờ thì vài hôm nữa Hồng An sẽ đăng lên. Anh em nào chốt thì chốt nha, còn không gà là Hồng An khoan có bán hai con này. Anh em khoan khoan có gọi nha. Cái nào ráng là Hồng An sẽ quay lên, Hồng An sẽ báo cái giá cụ thể, còn hai con này tạm thời chưa có giao dịch. Đó. Con này Hồng An giao dịch nè. Đó. Hải quan chính ngạch sang tên nút cốc toàn quốc. Kim Hồng đời 93. Con này ủy quyền về Hồng An rồi nha. Đó, nút cốc sang tên đăng nhập toàn quốc, xe này là zin nguyên bản. Đó, Hồng An cũng thông báo từ đầu clip rồi. Zin nguyên bản, cặp kiến, chìa khóa zin. Đế sắt còn, có vàng bạc căm mốc theo xe, còn khá lắm, mình sườn rất đẹp nha. Đó. Đời 93. Con này 6x nha anh em. Đáng để anh em chơi một con xe cực kỳ chất á. Máy thì thầm luôn nè, 6x nha anh em. Yên còn đẹp luôn nha, yên sắt, chìa khóa zin còn. Chìa khóa chỉ còn một chìa thôi nha anh em. Đó. Cặp kiến ha. Đó, mình sườn này đẹp. Nguyên bản hết nha, trong niền bô còn. Đó. Những xe nào Hồng An mua được khách rẻ thì giá hợp lý thì Hồng An cũng bán cái giá hợp lý cho anh em chơi. Không có mắc nha anh em. Anh em coi đó. Chưa. Đồ theo xe hết. Thấy không? Theo hai xe hết, trăm niệm cũng còn đẹp lắm anh em. Chỉ có cái đùm trước thì đẹp, đùm sau nó hơi bị dợt nha. Hồng An báo anh em biết trước nha. Đó, hơi bị dợt nha anh em. Đó, cái đùm nó hơi bị dợt thôi. Còn cái má đùm còn đẹp. Cảm ơn cái clip hôm nay mọi người đã theo dõi kênh xe máy Hồng An độc đáo nhất Sài Gòn. Anh em nhớ cái địa chỉ xe máy Hồng An nha, và hai số điện thoại anh em cứ nhắn tin hoặc gọi trực tiếp, Hồng An sẽ trả lời anh em ngay nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái clip hôm nay, bye bye.